Xin chào anh em, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận được là 1.000 cái đồng coin Anvil của cái dự án này nhé. Thì đây là một cái dự án nền tảng thể thao điện tử đầu tiên trên thế giới này, được xây dựng trên mạng Binance Smart Chain nhé. Đó, và chúng ta có thể kiểm tra cái BSCscan để xem tổng cung của con này là bao nhiêu này. Tổng cung của con này thì nó chỉ có 1 tỷ thôi nhé, hàng hiếm nhé. Và hiện tại thì đã có là 2.853 địa chỉ ví hầu này. Đó, và ở đây thì người ta cũng vừa claim vừa mua rất là nhiều như anh em thấy ở đây là các cái lệnh buy này nhé. Airdrop và buy đều có nhé. Ở đây thì nó đang có chương trình claim airdrop và cả những cái vòng bán trước của nó thì bây giờ người ta đang mua nhé. Bạn nào thích mua thì mua thêm thì còn nếu mà không thích mua thì chúng ta chỉ claim thôi. Đó. Thì hiện tại là cái mục tiêu bán trước của nó là 1.000 BLB nhé. Hiện tại thì đã bán được là 16 BLB rồi. Ở đây nó có cả giấy trắng, anh em có thể nhấp vào xem này. Và cái chương trình claim airdrop của nó thì còn 33 ngày nữa sẽ kết thúc nhé. Đó, ở đây là những cái thông tin về cái dự án này, hệ sinh thái này. Dành cho trò chơi nữa này, nền tảng trò chơi LFT nhé. Con này thì nó cũng khá là nhiều những cái thông tin này về dự án nhé. Nó ở đây thì nó có cả lộ trình liệt kê lên gate.io này, ra mắt NFT này, hợp tác với vận động viên thể thao điện tử này. Đây là cái lộ trình tháng 4 2022 này, và tháng 7 đến tháng 9 thì nó sẽ niêm yết trên Binance nhé. Đó, anh em có thể là tìm hiểu thêm ở đây. Lộ trình của con này thì khá là rõ ràng nhé. Đó, và tháng 10 đến tháng 12 thì nó sẽ list pancake swap này. Tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 thì nó sẽ hợp tác với các vận động viên thể thao điện tử này, tiếp thị chính. Sau đó thì nó sẽ ra mắt ứng dụng di động nhé, ở trên hệ điều hành Android và iOS này, liệt kê trên Hotbit và KuCoin nhé. Nó khá là nhiều thông tin này. Đây là những cái thành viên sáng lập của dự án nhé. Đấy, con này thì cho quá là nhiều thông tin rất là hay đấy, không biết là nó có tiềm năng hay không. Thì những cái kèo mà claim trước khi list sàn này mình đều gọi là xổ số nhé. Thì xổ số thì không ai biết trước được, bởi vì có thể là nó sẽ x rất là nhiều lần tài khoản hoặc là không x. Cho nên là kèo xổ số thì anh em tham gia hay không tham gia là tùy anh em thôi. Còn ở đây thì mình cứ chia sẻ cơ hội, nỡ chúng thì anh em lại kiếm được nhiều tiền, đúng không? Đó. Đấy, thì cái dự án này nó cũng khá là nhiều thông tin hay nhá. Thông tin của nó rất là chi tiết và minh bạch, có cả giấy trắng đây này, anh em có thể thái xuống để xem nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em claim kèo này nhé. Thì để claim được thì anh em cần nhấp vào cái đường link mình để phần mô tả video, anh em copy. Sau đấy thì chúng ta về ví Sepol này, rồi là ví chớt này, hoặc là ví MetaMask này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục đáp này. Sau đó nhấp vào cái ô tìm kiếm này, rồi dán cái đường link vào đây nhé. Đó, sau đó thì nhấp vào mục hoàn tất này. Và các bạn lưu ý là đổi cái mạng ETH này sang mạng Smart Chain nhé. Đó, đổi sang mạng Smart Chain rồi thì ở đây thì anh em kéo lên này. Chúng ta kéo lên và chúng ta làm claim nhé. Trang web dài quá để trình bày quá nhiều. Đây, cái mục claim nó nằm ở đây anh em nhé. Anh em nào muốn buy thì chúng ta có thể nhấp vào đây, điều chỉnh số lượng này. Ví dụ mua 0.01 hay là 0.02 BNB. Sau đó thì nhấp vào buy nhé. Đó, còn anh em nào claim thì chúng ta sẽ nhấp vào mục claim airdrop ở đây. thì sẽ nhận được 1.000 này. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ nhấp vào kết nối. Con này phí ga của nó là hết 1.29 đô nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục chấp thuận này. Như vậy là xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái contract của nó để bật hiển thị đồng coin trên ví lên nhé. Đó, thì contract anh em sẽ nhấp vào cái BSCscan này. Những cái kèo clam này thì nó rất là dễ để mà lấy contract. Ở trong trang web của nó đều có sẵn ấy, anh em chỉ cần nhấp vào là lấy được thôi. Đây, chúng ta sẽ nhấp vào đây copy nhé. Chứ không cần là mình cần phải để link. Tuy nhiên là nhiều anh em chưa biết thì mình vẫn để link nhé. Chưa biết cách lấy. Trở lại giao diện vì chính này, anh em sẽ nhấp vào cái mũi tên đảo chiều góc trên này nhé. Tiếp theo thì sẽ dán cái contract vào ô tìm kiếm này. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào tự thêm các đồng tiền mã hóa này. Các bạn đổi cái mạng Ethereum này sang mạng Smart Chain nhé. Đó, và địa chỉ hợp đồng thì chúng ta sẽ dán nó vào đây. Dán contract vào đây. Tiếp theo thì nhấp 2 lần vào cái chữ dán này nhé. Đó, nhấp 1 lần thôi là nó cũng ra rồi. Nó sẽ đầy đủ số thập phân và ký hiệu này. Tiếp theo thì chúng ta nhấp vào mục làm xong nhé. Đó, nó về ví luôn nhé. Nhận được 1.000 cái đồng coin này luôn. Đó thì anh em nào mà thích cờ lam cái kèo này thì chúng ta có thể là cờ lam nhé. Kèo xổ số thì biết đâu sau này nó lại x vài chục lần tài khoản. Còn anh em nào không thích thì có thể là bỏ qua nhé. Đây là cái video mình chia sẻ và hướng dẫn thôi. Đó thì riêng với mình thì mình chuyên về crypto thì cứ có đồng coin hay là cứ có kèo nào mình đều làm hết, mình không bỏ sót một kèo nào. Thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót, bởi vì nhiều khi những cái con tưởng nó không ngon nhưng mà cuối cùng nó lại ngon không tưởng ấy. Đấy, mình cứ tưởng là nó không ra cái gì, đến lúc nó lại ít mấy chục lần. Thì nếu mình không làm thì người khác người ta làm, thì đến lúc người ta được ăn mình lại không có cái gì ấy. Cho nên là mình sẽ không bỏ sót một cái kèo nào. Nó anh em nào mà theo mình thì có thể là làm theo những cái kèo mình chia sẻ nhé. Đó, và mình cũng tìm hiểu qua một số thông tin của trang web thấy nó cũng khá là ok rồi thì mình mới tham gia và mình chia sẻ. Đó thì cái video của mình tới đây là kết thúc nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi và nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái kèo hot nhất của mình khi mình đăng lên kênh nhé.